Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với video web của mình. Thì, hiện tại mình đang ở trong camping nha mọi người. Không biết là mọi người đã câu đủ 14 loại côn trùng chưa nhỉ? Thì hiện tại mình đã câu xong đủ 14 loại côn trùng rồi ấy. Cũng như là mình farm được rất nhiều côn trùng rồi. Nếu mà mọi người không tin thì có thể xem cái từ điển của mình như này. Thì từ điển côn trùng hiện tại mình đã đủ 14 trên 14 rồi nha. Như vậy là mình đã câu đủ tất cả các loại côn trùng rồi, từ thường đến vương miện rồi nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đến một chỗ là PC. Ông này là chuyên về mua bán côn trùng rồi là bán vợt các kiểu mọi người. Thì ngày hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đến ông NPC này nha. Nhất là mua vợt, thì là hướng dẫn mọi người cách mua vợt nha. Nếu bạn nào chưa biết thì có thể xem và tham khảo, và bạn nào biết rồi thì cũng có thể xem gọi là góp ý với mình thêm. Thì ông này ông bán cả vợt cho mọi người, giá của nó là 360 tấn sao và có tất cả là ba loại vợt. Nếu mọi người có thể anh lên mua cũng được. Đấy, mua thì bắt nó sẽ nhiều hơn. Đây là việc bán vợt nha, mua vợt nha. Còn sau đây mình đang bán côn trùng. Thì mọi người thấy đấy, mình còn rất nhiều côn trùng luôn. Thì mình sẽ bán những con côn trùng mà có kích thước nhỏ và giữ lại một con duy nhất mà con kích thước lớn nhất ấy, mình sẽ giữ lại để lưu. Thì sau này có trưng bày hay không hay nào thì mình có cái để trưng bày. Mình sẽ lưu con có kích thước lớn nhất. Còn đoạn chỗ bán này thì mình sẽ tua nhanh cho mọi người. Ok mọi người, như vậy là mình đã bán xong tất cả các loại côn trùng rồi nha. Thì với con số tiền mình kiếm được ấy trong việc vừa bán côn trùng vừa rồi ấy, thì mình sẽ tiến hành dẫn mọi người ra một vị trí mới nha, một cái chỗ cửa hàng mới để mua một cái món đồ tương đối là mới và giá cũng nó hơi ráp một tí nha. Không sao, vì lần nào mình vẫn có tiền sao mà, mình còn nhiều tiền sao lắm. Thì mình sẽ dẫn mọi người ra chỗ cửa hàng ô tô nha. Ngày hôm nay sau khi bán xong côn trùng ấy, mình còn dư một ít tiền sao, mình quyết định là sẽ đầu tư mua một cái xe mới nha mọi người. Thì hôm trước trên trang chủ game mình có thấy ảnh một số bạn là comment là cái xe mới được bán bằng tiền sao, mọi người xe mua trần mới cho cửa hàng bán bằng tiền sao nha. Ngày hôm nay mình sẽ chi ra một số tiền để mình mua cái xe mua trần này, vì đợt trước là phải nạp bằng tiền thật cơ, giá lần đấy mình nhiều lắm thì hơn 300.000 một xe thì phải, nhưng lần này cũng biết là sao nhà anh lại bán bằng tiền sao nữa. Nên nha mọi người, chính là cái xe này thì có hai mẫu nha, một cái là bán bằng hơn 400 tiền sao kim cương và một cái là bán bằng 54.000 tiền sao nha. Mình sẽ quyết định là mua cái chỗ xe bán bằng tiền sao này mọi người, 54.000, thì mình có gần 250.000 mà, nên mua xong thì mình vẫn còn gần 200.000 thôi, không sợ. Nên mình sẽ mua luôn cái xe này nha mọi người, xe mua trần cổ điển nha, mình sở hữu được rồi đấy, và giá của nó thì là 54.000 tiền sao. Bây giờ thì mình sẽ ra ngoài để mình review xe cho mọi người nha. Xe mới đấy nha mọi người, tốc độ của nó là đâu nhỉ, đây xe mới nha mọi người, tốc độ là 6 nhá. Mình sẽ test thử cái xe này cho mọi người không, đi khá là nhanh nha mọi người, mà nhìn khá đẹp luôn, mà nó có hiệu ứng thêm là cái hình lốp xe phía sau mọi người thấy không, mình có để phía sau có hình lốp xe sẽ đi theo sau xe không. Nói chung là đi khá là nhanh, nói chung xe này cũng được, nhưng mà mỗi tội chỉ chở được 2 người thôi nhé, xe này chỉ có 2 chỗ ngồi thôi, nói chung là cũng được, đáng xứng đáng đồng tiền mọi người, 54.000 tiền sao cơ mà. Xe này mang tàn gai hết nước chấm luôn. Không sao, nói chung là bỏ tiền ra mua review cho mọi người luôn, và cũng như là có một cái xe mới luôn mọi người. Chắc sắp tới mình sẽ phải chăm chỉ cày hơn nữa để kiếm tiền mà mua nhiều xe nữa luôn mọi người. Thì trước kết thúc video ngày hôm nay thì mọi người đừng quên cho mình một đăng ký kênh cũng như like video nha, để mình sẽ tiếp tục làm một clip với mọi người. Và bạn nào yêu quý mình thì cho em thêm một cái chia sẻ video nữa nha. Và chúc mọi người buổi tối thật là vui vẻ, cảm ơn mọi người rất nhiều, và hẹn mọi người trong các video tiếp theo.